mà với nhá. Thì ôn lại từng khẩu quấn là gì nhỉ? Khóa văn bài khóa này, sứ trang, thời gian, xe trại, hiện tại hoặc bây giờ. Ở trong câu này có thể dùng chữ hiện nay thì sẽ không hợp lý trong câu này. Chỉ là mấy tẻn giờ. Tẻn chung là nó sẽ dùng chung với chữ chung này cho luôn vào, có thể nói là xin chạy chí tẻn lờ cũng được, nhưng mà đây là đổi dấu này, chỉ tẻn đổi dấu thành chí tẻn. Bây giờ mấy giờ, mấy giờ rồi, cũng có thể nói thêm cho chữ sự vào đây cũng được hoặc không sự cũng được. Trả lời câu đấy thì chúng ta nói là xin chạy sự, bây giờ là, bây giờ là, chữ là đây này. Sáng ủ là buổi sáng, cứ nhớ chữ ủ này là mấy giờ nhỉ? 12 giờ trưa. Thế thì lùi lại, sạng tức là ở đằng trước, xẹ thì là ở đằng sau. Sạng là buổi sáng, trước 12 giờ thì là buổi sáng này. Sạng ủ, sáng này. Ba là mấy? 8. Ba tẻn chẳng là đúng 8 giờ sáng. Thế thì chỗ này lại đổi dấu là ba tẻn chẳng. Xe cho sự trung ủ, bây giờ là trung ủ, chính giữa. Trước thì là sạng, giữa thì là trung, còn sau thì là xẹ. Trung ủ là trưa này. Sứ y tẻn là, sứ là 11 giờ. Sứ y tẻn 11 giờ. Sang sứ phân là 30 phút. Sứ ơ mẻo 12 giây. Đấy là cách người ta nói giờ, phút, giây. Người ta sẽ nói bây giờ là buổi trước này, đến cái to hơn là giờ, nhỏ dần, phút, giây. Hiện tại sự xa ủ là buổi chiều, bây giờ là buổi chiều này. Y tẻn bạn, y tẻn là 1 giờ, bạn là nửa nữa. 1 giờ cộng với nửa đấy người ta gọi là 1 rưỡi. Còn 2 rưỡi thì chúng ta nói là ở tẻn bạn. Đấy người ta dùng chữ lẻ. Riêng cái lúc mà những một vài số đếm ấy, nó lại dùng lẻ, còn bình thường nó vẫn là ợ. 3 rưỡi thì nói là san tẻn bạn. Còn nếu nói là 3 rưỡi sáng với 3 rưỡi tối thì chúng ta chỉ cần thay đổi chữ này, chạ ủ hay là sạ ủ. Nhưng mà nếu mà 3 giờ sáng thì người ta sẽ dùng là 3 giờ rưỡi sáng chẳng hạn, thì người ta sẽ không, có thể không dùng chảo sạng, không dùng sạng ủ mà người ta sẽ dùng chữ chảo sạng. Sáng sớm thì chữ sáng sớm đấy thay vào đây chảo sạng. Của mình sang ban là chúng tôi sang ban đi làm, đi làm sang khựa thì là lên lớp. Hiện tại sự hoàn sạng, hoàn sạng là vãn thượng, là gì nhỉ? Buổi tối. Buổi tối. Chiều là mấy nhỉ? 9 giờ. 9 giờ. 1 này. Khựa là nhỉ? Khựa là 15. Thế thì 1 cái 15 thì là 15 phút, 2 cái 15 thì thành 30 phút. Nhưng mà chúng ta có này, ở khựa thì là thế nào nhỉ? 30 phút người ta đã có cái chữ bạn này rồi, người ta không cần chữ ở khựa đấy. Không dùng đến ở khựa mà người ta chỉ dùng y khựa đổi dấu thành gì nhỉ? Ý khựa. Bây giờ là 9 giờ bao nhiêu? 9 giờ 15 buổi tối. 9 giờ 45 tối. 9 giờ 45. 9... Không, không. 9 giờ, 4... 9 giờ 45 phút thì sẽ bằng 10 giờ kém mấy nhỉ? Kém 15. Qua cái 30 là người ta lại tính là kém rồi chứ tiếng Việt cũng thế. Tiếp sẽ chạy sự sạng ngủ là? Sạng ngủ. Sạng ngủ. Sáng. Sáng. Trạ này là gì nhỉ? Kém, chính là chữ kém này này. Kém mấy giờ đây? Sứ ủ phân trung là bao nhiêu nhỉ? 15. Kém 15 phút. Nhưng mà là mấy giờ kém 15 phút? Chi tẻ là mấy nhỉ? Chi là 7. 7 tẻ là 7 giờ. Thế thì người ta sẽ nói là kém 15 phút 7 giờ. Thay vì nói 7 giờ kém 15 phút, nó ngược một chút như thế. Bây giờ là mấy giờ nhỉ? 7 giờ kém 15 sáng. Chúng tôi làm gì đấy? Chuẩn bị vào lớp cũng được. Chuẩn bị lên lớp, chuẩn bị vào
thì mình để ý cái cách để nó viết câu, ví dụ thứ nhất là qua 15 phút thì là nói là thế nào nhỉ? Qua 15 phút ấy. Y khựa. Ví dụ 7 giờ 15 phút thì nó nói là 7 đèn. Y khựa này. Còn nếu mà nói là 7 giờ kém 15 thì nó nói thế nào nhỉ? Nó sẽ nói là kém 15 trước. Chạ bao nhiêu? 15 phân, chứ nó không nói chạ khựa. 15 phân chung, 15 phân hoặc là phân chung cũng được. 15 phân chung mấy giờ thì là đấy. Chi tẻ. Đấy là sự khác biệt giữa hơn và kém. Cái thì dùng khựa, cái thì dùng phân chung. Chứ còn nó không nói là chi tiền là 15 phân chung. Nghĩa là nó sẽ không nói cái kiểu qua như thế. Nhưng mà nếu mà 15 phút hoặc là không tròn như thế mà nó là tầm 12 phút hoặc 20 phút thì nó lại dùng cái số bình thường, dùng chữ phân chung bình thường. Chỉ cần nhớ là chữ chạ sẽ đứng đằng trước giờ. Chim theo sự là chim theo hôm nay là 2017年. Ơ là 2017年. Người ta sẽ nói là năm 2017 và nó đọc từng số, chứ nó không đọc là 2017, nó đọc là 2017 năm. Ủ yuệ là tháng 26 là ngày. Hoặc là dùng chữ khảo vào đây cũng được. Rự hoặc khảo, sử liệu khảo cũng được. Ngày 26 sinh chi. Sinh chi ủ là mấy? Nhớ là thứ 2 của nó là gì nhỉ? Sinh chi y là thứ 2 này. Thế thì muốn nói thứ 6 thì chúng ta lại trừ lại một số cũng được. Thứ 2 thì trừ đi 1 còn 1 này. Là y này. Thứ 6 trừ đi 1 là còn ủ này. Thế là chúng ta nhớ cái giờ của mình. Còn nếu mà mình dịch ngược lại thì là thứ 2 thì là y. Lúc đấy thì lại là nói chung nó cũng là nãy nhau. Miễn là chúng ta nhớ cái mốc của nó. Sinh chị y là thứ 2 thì chúng ta sẽ biết nói các cái thứ khác. Mẩy nén. Mỗi năm. Dẫu. Có. Sứ ở cơ yuệ. Mỗi 12 gì nhỉ? 12 tháng chứ không phải 12 mặt trăng đúng không? 12 tháng. Thế thì để ý ở đây yuệ là trăng rồi này, là tháng rồi, nhưng mà nó phải có chữ cựa vào đấy thì nó mới thành số 12. 12 tháng. Và 12 tháng bao gồm y yuệ. Ơ yuệ. Chấm 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 tạo sứ ở yuệ. Đến tháng bao nhiêu? Tháng 12. Thế thì tháng 12 khác với 12 tháng là ở chỗ không có cựa này. Cứ có chữ cựa là chúng ta tính số vào đấy. Bao nhiêu con người, bao nhiêu cái đồ vật, bao nhiêu cái gì đấy. Mỗi năm có 4 chi. Mỗi năm có 4 mùa. Xuân thiên. Xạ thiên. Chiêu thiên. Đông thiên. Đông thiên. Anh đọc trước này. Nhớ đổi giống. Khởi quần. 现在几点钟了？现在是上午8:30。现在是中午11:30。我们上班。现在是晚上9:00。 9:01。现在是中午上午差15分钟，几点我们准备上课？今天是2017年5月26日，星期五。每年有12克瑞。 一月 chuyển thành gì ạ? 1780 nếu đến đấy. 2月到12月，每年
sứ chen sẽ trả chỉ chỉ đèn trung bộ sẽ trả sự sao ngủ ba đèn trắng đèn trắng sẽ trả sự trung bộ sứ đi đèn sang sứ phân sứ ở mèo sẽ trả sự sẽ ngủ đi đèn ăn của mình sang ăn sẽ trả sự quản sang chiều đèn ý cơ chiều đèn rồi tới thành chiều đèn ý cơ sẽ trả sự sang ngủ trả sự ngủ phân sung y đèn của mình chuẩn bị sang cơ xin thêm sự ở lý y chi nén ở lệ ở sứ liệu rư sinh chi ngủ mảy nén dầu sứ ở lộ rệ y rệ ý rệ ở rệ tạo sứ ở rệ mảy nén dầu sự chi chân thêm diện thêm chiêu thêm tung thêm. Nếu mà mình đọc từ 1 đến tháng 12 đọc đến năm này. Ý yue, ơ yue này, gì nữa? San yue, sự yue, ủ yue, liệu yue, gì nữa? Chi yue, 1780, chi yue đổi thành gì nhỉ? 1780, chi yue chuyển thành chí yue, 8 3 chuyển thành bá yue, cứ thấy một đổi là 7 8 đổi bá yue, tiếp chiều yue, tháng 10 sứ yue, tháng 11 sứ y yue, sứ y yue có thể nói là sứ ý yue cũng được, tháng 12 là sứ ơ yue, cả lớp mình đọc trước này, khở quấn khở quấn sứ chen sứ chen, hiện tại chỉ điểm chung là 现在几点钟了？现在是上午八点整。现在是上午八点整。现在是中午十一点。现在是中午十一点。三十分十二秒。三十分十二秒。现在是下午。现在是下午一点半。一点半。我们上班。我们上班。现在是。现在是晚上九点一刻。 晚上九点一刻，九点一刻，对的。现在是上午，现在是上午，差十五分钟，差十五分钟，七点，就那里，那你那边用的，那边是7:15，我们准备上课，今天是。 今天是2017年5月26日，星期五，每年有12个月，每年有12个月，一月，二月，二月，到十二月，每年有四季，春天，夏天，秋天，现在是六点，晚上，六点，八分钟，现在是晚上六点八分钟。cái này là ở đây nó y khở là nó tròn cái số 15 phút, còn nếu không tròn thì chúng ta cứ cho thêm các cái phút lẻ vào là được. 1 đến phút, 1 phút, 2 phút, 3 phút, không cần cho thêm chữ qua. Chỉ cần nói là khi nào cái từ chạ thì mình mới phải đổi lên, còn bình thường là cứ giờ hoặc phút xong rồi. Đúng rồi. Kém thì sẽ phải đổi. Kém mà nó phải đứng đằng trước mà, nó chưa đến cái lúc 7 giờ đấy. Tiếp. Phương giọng. Khở quấn. Sứ chen. Hiện tại chỉ điểm. Hiện tại chỉ điểm chung là
现在是上午八点整。现在是中午十一点三十分。每个星期零二零，每个星期，每顿，thế thì mình không nói là mấy星期mà mình phải nói thêm chữ cửa vào đấy, nghĩa là mỗi cái để ý lúc nào cần dùng cửa lúc nào không. Mấy cái星期有七天đổi dấu thành chi, 有七天nghĩa là gì nhỉ? Có 7 ngày, mỗi tuần có 7 ngày, từ thứ hai cho đến星期一đến星期日là chủ nhật, 2, 3, 4, 5, 6, 7 chủ nhật.每个月有三十或三十一天了，是吗？每堂课八门，八门来，三十一天，可以对头成三十一天。一堂就可以有八门或八门来。在亚洲了，是吗？亚洲，在亚洲或洲亚，有好多对头成。有好多，có gì nhỉ？khá nhiều。好多了，卡纽，卡纽，国家，国家，又用阳历，又用阴历，又又là cấu trúc gì nhỉ？vừa vừa vừa dùng dương lịch lịch dương vừa dùng dương lịch lịch âm mình dịch là lịch dương và lịch âm cũng được. Ở Á Châu, ở Châu Á thì có khá nhiều quốc gia dùng lịch dương, vừa dùng lịch dương vừa dùng lịch âm. Sang sinh chi là星期，星期là tuần, cũng giống như là cái ngọ vừa nãy, chữ ủ ngọ vừa nãy, sang ủ với lại xe ủ. Thế thì tuần sang sinh chi là tuần trước. Lúc này mình không dịch là ngày trước, bởi vì ngày trước mình đã có câu gì nhỉ? Chúa thiên mấy cái câu mình thiên Chúa thiên các thứ đấy đấy.là để dùng cho những ngày, còn cái tuần này là sang sinh chi, xạ sinh chi là tuần sau, sang châu tương tự, lúc này cũng vẫn là tuần hết, sang châu bằng với sang sinh chi bằng với sang lý bại, tức nghĩa là tuần trước, và xạ sinh chi, xạ châu, xạ lý bại tức là tuần sau. Sinh chi rự là gì nhỉ? Chủ nhật.Lý bài rự, chủ nhật. Thế thì nó còn có nghĩa nữa là sinh chi then, lý bài then đều là chủ nhật hết. Bốn cách nói chủ nhật. Thậm chí là người ta có thể dùng châu rự thì sẽ thành có sáu. Sáu cách nói ngày chủ nhật này. Nếu là sinh chi then này, sinh chi rự thì hay gặp rồi.còn sang xuyến là gì nhỉ? Sang xuyến hôm trước vừa học là gì nhỉ? Xuyến là tuần hoặc là cái phần tuổi kia thì thôi không nói. Sang xuyến là tuần rồi này. Thế thì cái này nó lại tiếp tục. Sang xuyến là thượng tuần, trung xuyến là trung tuần, xạ xuyến là hạ tuần.Cái này là trong một tháng có 30 ngày thì 10 ngày đầu tiên người ta gọi là sạng suý. 10 ngày tiếp theo tức là từ ngày 11 đến ngày 20 chẳng hạn. Và ngày 21 đến ngày 30 chẳng hạn. Sạng suý nghĩa là nó sẽ chia ra thượng tuần, hạ thượng tuần, trung tuần, hạ tuần. Cứ dùng đi lại, dùng lại cái chữ sạng, sẽ và trung này.Tuần, trung tuần, hạ tuần. Nhưng mà thực ra em cũng biết cái câu thượng tuần này nó dùng ở đâu. Ít gặp đúng không? Ở lớp cùng đọc. Mấy cỡ sinh chi. Mấy cỡ sinh chi. Dầu chi thiên. Dầu chi thiên. Sinh chi. Sinh chi. Sinh chi ơ. Sinh chi ơ. Sinh chi san. Sinh chi san. Sinh chi sư. Sinh chi sư. Sinh chi ủ.星期五，星期六，星期六，星期日，星期日，每个月，每个月有三十或三十一天，有三十或三十一天。nếu mà nói chậm lại thì san này, 我 lưỡi 十
在亚洲，在亚洲有好多国家，有好多国家，又用阳历，又用农历，又用阳历，又用农历。上星期，上星期，下星期，下星期，上周，下周，上周，下周，上礼拜，下礼拜，上礼拜，下礼拜，星期日，礼拜日，星期日，礼拜日，星期天，礼拜天，星期天，礼拜天。上旬，上旬，中旬，中旬，下旬，下旬。这个命令应该来韩变，我按有恩韩变，恩韩变。mỗi cái này là mỗi, thế thì mỗi người người ta sẽ dùng mấy cỡ rắn chẳng hạn. Mỗi này cỡ là cá, ví dụ cá nhân, à, đang nói âm Hán Việt thôi, à, ví dụ cá nhân người ta sẽ dùng chữ cỡ rắn Hán Việt, hoàn toàn là Hán Việt luôn. Mỗi cá sinh chi là gì nhỉ? Tinh, tinh kỳ, tinh kỳ. Sau này minh tinh người ta sẽ dùng chữ sinh này, tinh kỳ. Mỗi cá tinh kỳ. Hữu bảy là gì nhỉ? Nhất nhị tam tứ ngũ lục thất, thất thiên, thất thiên. Sinh chi y tinh, tinh kỳ. Nhất nhất tinh kỳ, nhị thì tam có tứ tứ. Đọc nó chữ tinh kỳ cho lười quá. Tinh kỳ ngũ, ngũ tinh kỳ lục, tinh kỳ gì đấy? Nhật, tinh kỳ nhật. Nhật Bản nhá. À, tiếp. Mỗi cái cá. Một tháng nhìn thấy trăng một lần, trăng là nguyệt. Nguyệt. Mỗi cá nguyệt. Hữu. Tam. Tam. Tam thập. À, 30, 30, tam thập này. Hoặc là chữ hoặc luôn. Tam thập. Nhất, thập nhất, tam thập nhất, thiên, thiên. Tại Dạ Châu, Á, Á Châu, Á Châu. Hữu, hữu. Hảo. Đa số, đa là nhiều, đa. Hảo đa. Quốc, quốc. Gia, gia này trong chữ gia đình này. Quốc gia. À, hữu. Hữu dụng, rộng cũng là hữu, hữu rộng, đây là hữu, hữu kia là hữu, hữu hạn, còn cái này là chữ hữu. Hữu dụng, dương, dương lịch, hữu, hữu dụng, nông lịch. Sản sinh chi là thượng, thượng tinh kỳ, hạ tinh kỳ, thượng thượng chu, hạ chu. Lễ bái, lễ bái, đúng rồi. Sau này người ta nói nhất bái thiên địa thì là cái chữ phải này, hạ, hạ lễ bái. Tinh kỳ nhật, lễ bái nhật. Tinh kỳ thiên, lễ bái thiên. Thượng tuần, thượng suý là tuần. Tuần, hạ tuần. Đấy là chúng ta học về âm Hán Việt, chúng ta sẽ nhớ mang máng được, có thể quên cái này lễ bái thiên, nhưng mà chúng ta có thể nhớ là lễ bái thiên này. Ôm lại cả âm Hán Việt nhá. Anh đọc trước này, anh thử đọc trước. Mỗi cỡ sinh chi dầu chị thiên, sinh chi y, sinh chi ơ, sinh chi san, sinh chi sự, sinh chi ủ, sinh chi liệu, sinh chi rự. Mấy cửa lệ nhiều san sử của san sử y thiên chạy ra châu yếu khảo tua của cha dậu dụng giảng lị dậu dụng nồng lị sạng sinh chi xịa sinh chi sạng châu xịa châu sạng lý bại xịa lý bại sinh chi rự lý bại rự sinh chi thiên lý bại thiên sản xuyến trung xuyến xẻ xuyến mày cửa sinh chi dầu